Từ chỗ là đội khó khăn nhất về mặt điểm số trong nhóm các đội cuối bảng, giờ đây Bình Dương FC đã tự quyết định được số phận của chính mình. Thậm chí, câu lạc bộ do huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức dẫn dắt còn có thể quyết luôn số phận của đội khác. Nếu Bình Dương thắng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở lượt trận cuối nhóm B, câu lạc bộ Đà Nẵng có cơ hội trụ hạng. Bình Dương lột xác trong bối cảnh cựu chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam là Lê Huỳnh Đức hồi sinh thành công chân sút số 1 của bóng đá nội trong thời điểm hiện tại Nguyễn Tiến Linh. Tiến Linh, trái, chơi tốt ở giai đoạn cuối mùa giải. Khả hòa 2 trận thắng liên tiếp của Bình Dương ở 2 vòng đấu gần đây, 2-0 trước Sông Lam Nghệ An và 3-0 trước Khánh Hòa, Tiến Linh đều ghi bàn. Đó đều là các bàn thắng mở tỷ số, giúp cho tinh thần của toàn đội Bình Dương hưng phấn hẳn. Cứ cho rằng các đối thủ của Bình Dương trong những trận đấu nói trên gồm Sông Lam Nghệ An và Khánh Hòa chưa thi đấu đúng sức, trong bối cảnh những đội này đã hết động lực. Nhưng về phía Bình Dương, bản thân đội bóng này phải biết ghi bàn cái đã, rồi mới tính đến chuyện trụ hạng. Đấy là trường hợp đã xảy ra với Đà Nẵng. Đến nỗi huấn luyện viên Phạm Minh Đức của đội bóng Sông Hàn phải thốt lên, đã 4 trận liên tiếp chúng tôi chưa ghi bàn. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng, chúng ta không thể trụ hạng nếu không ghi được bàn thắng. Đà Nẵng FC không thể tự cứu mình trước khi người khác đến cứu họ. Đội Bình Dương của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức lại khác. Bình Dương tận dụng rất tốt cơ hội của mình. Trong bối cảnh chân sút số 1 của bóng đá nội Nguyễn Tiến Linh hồi sinh kịp lúc. Áp phụ va tại V-League, người tâm đắc người chê bai. Tiến Linh có tổng cộng 3 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại của V-League 2023. Con số không lớn, nhưng cả 3 bàn thắng này đều xuất hiện kể từ khi huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tiếp quản đội Bình Dương.